Philippines tố cáo tàu Trung Quốc gây sự cố tại bãi cạn Scarborough. 6 loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm của quân đội Mỹ. Báo cáo, Trung Quốc bóp méo nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm cô lập Đài Loan, Mỹ cần hành động. Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả, chúc quý vị một ngày an lành. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn DKN TV để cập nhật tin tức mỗi ngày trên các nền tảng YouTube và Snapchat. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin Biển Đông Đài Loan ngày 28 tháng 3. Mời quý vị cùng theo dõi. Philippines tố cáo tàu Trung Quốc gây sự cố tại bãi cạn Scarborough. Reuters dẫn thông báo từ lực lượng tuần duyên Philippines hôm Chủ nhật 27 tháng 3. Philippines cáo buộc việc tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động ở khoảng cách gần ở Biển Đông đã hạn chế sự di chuyển của một số tàu nước này chạy gần đó. Vụ việc trên xảy ra vào ngày 2 tháng 3, trong lúc lực lượng tuần duyên Philippines thực hiện hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough. Theo đó, một tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 3305 đã hoạt động ở khu vực có bán kính 19,2m trong hướng di chuyển của tàu Philippines BRP Malabrigo. Lực lượng tuần duyên Philippines nhấn mạnh, việc này đã hạn chế không gian hoạt động của BRP Malabrigo, một sự vi phạm rõ ràng quy định quốc tế 1972 về việc ngăn ngừa va chạm trên biển. Chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines Antemio Abu cho hay, lực lượng này đã đề nghị Bộ Ngoại giao Philippines hỗ trợ giải quyết vụ việc trên thông qua cách tiếp cận hòa bình và dựa trên luật pháp. Bộ Ngoại giao Philippines cũng như Đại sứ quán Trung Quốc chưa có phản hồi về thông tin trên. Trước đó, tờ Philippine Daily Inquirer ngày 14 tháng 3 đưa tin Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên để phản đối sau khi một tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập phi pháp vào vùng biển Philippines. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, tàu do thám lớp đông điều của Trung Quốc đã vào biển Sulu ở phía tây nam Philippines từ ngày 29 tháng 1 và đến mùng 1 tháng 2 và phớt lờ lệnh buộc phải rời đi. Phía Trung Quốc khẳng định tàu đang qua lại vô hại khi đến nhóm đảo Kuo gần đảo Parawan và đảo Apo gần Mindoro. Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định những hành động của tàu mang số hiệu 792 thuộc Hải quân Trung Quốc không phải là qua lại vô hại, mà là hành động vi phạm chủ quyền Philippines. 6 loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm của quân đội Mỹ. Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga khiến phương Tây lo ngại khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan, trong khi Mỹ đã quan ngại xung đột leo thang ở cả châu Âu và châu Á, Thái Bình Dương. Thử nghĩ xem, Mỹ có những vũ khí nào đủ để răn đe Trung Quốc và Nga? Kirk Campbell, điều phối viên Tòa Bạch Ốc về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết vào ngày 28 tháng 2 rằng, bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ sẽ vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông cũng nói thêm rằng, trước đây Mỹ cũng cùng lúc tham gia sâu vào hai khu vực, bao gồm cả trong thời kỳ Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Lạnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Những tháng gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên bay vào không phận Đài Loan. Thượng tá John Aquilino, chỉ huy Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, tuần trước đã mô tả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là hồi chuông cảnh tỉnh. Ông nói, tôi cảm thấy cấp bách phải thực hiện nhiệm vụ được giao bởi Bộ trưởng Quốc phòng, đó là ngăn chặn cuộc xung đột này ở eo biển Đài Loan. Tướng Kenneth Wisbeck, tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ, cũng cho biết ông sẽ như con đại bàng theo dõi các dấu hiệu về cuộc tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan. Hệ thống vũ khí mạnh mẽ mà Mỹ sở hữu là biện pháp răn đe đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga. Các vũ khí mà Mỹ dùng để ứng phó với Trung Quốc và Nga phải kể đến gồm có vũ khí hạt nhân và hệ thống vận tải. Ngoài ra cũng cần tính đến các tàu sân bay mới và các máy bay trực thăng vũ trang mới nhất. Những thiết bị quân sự này của Mỹ rất đáng gờm đối với kẻ thù và có thể tạo thế răn đe, là một nửa thành công của trận chiến. Dưới đây là danh sách 6 vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Mỹ. Bom hạt nhân B-83, một trong những vũ khí hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ hiện nay là B-83. Nó có thể gây ra một vụ nổ tương đương với 1,2 triệu tấn TNT, tạo ra năng lượng và khoảng 5 triệu joule, và có sức công phá bằng 79 quả bom từng được thả xuống Hiroshima vào năm 1945.
B-83 khi nổ sẽ tạo ra một hố rộng 420m và sâu 92m, theo nhà nghiên cứu lịch sử hạt nhân Alex Wellerstein. Đây là loại bom không điều khiển vì trọng lực tự đưa chúng hướng về mục tiêu. Nó cũng có thể được sử dụng để phá hủy công sự che chắn. Chính quyền Tổng thống Biden muốn kéo dài tuổi thọ của B-83, vì vậy họ đã dành ngân sách 99 triệu đô la Mỹ cho năm tài chính 2022. Tàu ngầm lớp Ohio. Tàu ngầm lớp Ohio là máy ném bom mang tên lửa hạt nhân, có thể bắn 10 tên lửa Trident 2D5. Tên lửa nhiên liệu rắn 3 lớp này có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 4.000 hải lý. Khả năng răn đe của D5 là rất quan trọng vì không giống như tên lửa đất đối đất và máy bay ném bom có người lái trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. D5 được triển khai trên các tàu ngầm, bao gồm trên 14 tàu ngầm, có chứa các yếu tố răn đe trên biển, không thể bị theo dõi hoặc bị tấn công khi đang hoạt động. Vì vậy, đối thủ tấn công không thể thoát khỏi cảnh bị trả đũa thảm khốc. Các tàu ngầm lớp Ohio dành trung bình 77 ngày trên biển cho mỗi sứ mệnh. Tàu ngầm lớp Ohio có thể dễ dàng tiếp tế trên biển. Năm 2014, USS Pennsylvania, chiếc thứ 10 của tàu hạt nhân lớp Ohio, đã lập kỷ lục 140 ngày tuần tra. Một số tàu ngầm lớp Ohio đã được cải tiến để có khả năng mang tên lửa hành trình Tomahawk, cung cấp thêm nhiều điều kiện để triển khai lực lượng tinh nhuệ SEAL trong các nhiệm vụ bí mật. Tên lửa hành trình Tomahawk Block V. Tomahawk Block V là tên lửa hành trình cải tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, có thể bắn trúng tàu địch cách xa hơn 1.000 dặm. Block V có đầu đạn mới để thâm nhập mục tiêu tốt hơn. Tên lửa Tomahawk nâng cấp có thể được mang theo bởi các tàu tên lửa của Hải quân và tàu ngầm tấn công. Block V có khả năng chống thiết bị gây nhiễu điện tử tốt hơn và khó bị radar theo dõi hơn. Tên lửa Tomahawk mới có khả năng bắn trúng mục tiêu đang di chuyển. Block V cũng đã cải thiện khả năng nhắm mục tiêu cho các nhiệm vụ tấn công trên bộ. Siêu hàng không mẫu hạm lớp Ford. Siêu hàng không mẫu hạm lớp Ford mới nhất của Mỹ có thể chở 85 máy bay. Con số này nhiều hơn toàn bộ phi đội của một lực lượng không quân quốc gia. Máy bay dựa trên hàng không mẫu hạm bao gồm máy bay chiến đấu F-35C, máy bay chiến đấu E-2D Advanced Hawkeye AWACS, máy bay cánh nghiêng V-22B Osprey, máy bay chiến đấu ong vàng siêu lớn FA-18E và FA-18F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm mới này còn có hai lò phản ứng chạy bằng năng lượng hạt nhân và bốn trục chuyển động. Ít cần bảo dưỡng hơn, tàu có thể thực hiện các phi vụ nhiều hơn 33% hàng ngày so với tàu sân bay lớp Nimitz. Hàng không mẫu hạm mới này cũng được cải thiện khả năng phát điện, giúp trong tương lai có thể sử dụng vũ khí năng lượng định hướng. Hải quân Mỹ cũng đã triển khai hệ thống máy phóng và thiết bị đánh chặn mới trên tàu lớp Ford, sử dụng điện từ trường thay vì hơi nước để cung cấp năng lượng. AC-18-3 Air Gunship, máy bay chiến đấu âm hồn Spooky AC-130U, đặc biệt nguy hiểm cho đối thủ, là loại được trang bị pháo 40mm, lựu pháo 105mm và súng Gatling 25mm. Máy bay này có hệ thống chiến đấu cả ngày lẫn đêm và trong mọi thời tiết. Máy bay tấn công mặt đất cũng có cảm biến video, cảm biến hồng ngoại và radar khẩu độ tổng hợp. Khi lực lượng đồng minh bị áp đảo và bị phục kích, thì AC-130U có thể trợ giúp hộ tống các đoàn xe để giải cứu và tiến hành trinh sát vũ trang để tấn công mục tiêu. Máy bay lượn quanh mục tiêu và bay theo những vòng tròn lớn, có thể phóng ra pháo sáng để đánh lừa tên lửa đất đối không tầm nhiệt của đối phương. Bom hạt nhân mới nhất B-61-12 được thả từ trên không. Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia NNSA của Bộ Năng lượng Mỹ đã bắt đầu sản xuất biến thể vũ khí hạt nhân vận chuyển bằng đường hàng không mới nhất. Vào tháng 12 năm 2021, cơ quan này đã thông báo ngày 23 tháng 11, lô đầu tiên của kéo dài tuổi thọ hạt nhân B-61-12 LEP đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, chiếc đầu tiên ước tính khoảng 400 đến 500 đầu đạn. Không giống như loại bom chiến lược lớn B-83, loại này không chỉ có thể được chở bởi các máy bay ném bom hạng nặng như B-52 và B-2, mà còn có thể dùng các loại máy bay chiến đấu khác nhau của Không quân Mỹ và các nước NATO. Bằng cách trang bị cho B-61-12 cụm đuôi Boeing, bom hạt nhân mới có thể hạ cánh cách mục tiêu trong vòng 30 mét,
có nghĩa là nó có thể tiêu diệt mục tiêu với mức nổ nhỏ hơn từ 0,3 đến 50.000 tấn, giúp giảm đáng kể thiệt hại kèm theo. Lô B-61-12 đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2022, còn lô cuối cùng sẽ hoàn thành vào năm 2026. Loại bom 700 pound, 320 kg này sẽ tương thích với hầu hết các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu hiện tại, cũng như F-35 và B-21 Raiders mới. Báo cáo, Trung Quốc bóp méo nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm cô lập Đài Loan, Mỹ cần hành động. Hôm Chủ nhật 27 tháng 3, tờ Epoch Times đưa tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không e dè gì mà thẳng tay loại bỏ Đài Loan khỏi cộng đồng quốc tế, nhằm ngăn cản Đài Loan tham gia vào các công việc và hoạt động của các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Một báo cáo mới cho thấy, Trung Quốc không chỉ ngăn cản Đài Loan tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc, mà thậm chí còn bóp méo nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm cô lập Đài Loan. Mỹ cần áp dụng chiến lược để chống lại trước những hành động chơi chẽn của Đài Loan. Vào ngày 24 tháng 3, Quỹ Marshall của Đức, GMF có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã ban hành một tài liệu mang tên Sự bóp méo nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc, ngăn cản Đài Loan tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Báo cáo nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bóp méo, xuyên tạc một cách có hệ thống nghị quyết 2758 được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1971, trở thành nguyên tắc một Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng điều này như một cái cớ để cô lập Đài Loan và ngăn cản Đài Loan tham gia các hoạt động trong Liên Hợp Quốc. Trung Quốc ngăn chặn sự tham gia của Đài Loan vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Theo báo cáo, Đài Loan hiện là một quốc gia độc lập, có nền dân chủ thịnh vượng với 23,5 triệu dân, là một nút quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ chip bán dẫn toàn cầu, và Đài Loan có chuyên môn đẳng cấp thế giới. Nhưng các quan chức và đại diện của các tổ chức phi chính phủ của họ bị loại khỏi cộng đồng quốc tế bên ngoài. Những người mang hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc vẫn bị hạn chế tiếp cận các tòa nhà và văn phòng của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Thái Anh Văn. Vào tháng 6 năm 2017, giáo viên của Trường Đại học Trung Trinh Đài Loan Lưu Hoàng Ly Quyên và các sinh viên mang hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc vào trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva để tham gia cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hai trong số các sinh viên được yêu cầu xuất trình thẻ đồng hương Đài Loan do Trung Quốc đại lục phát hành, và nhân viên Liên Hợp Quốc nói thêm, Đài Loan không phải là một quốc gia. Trong một trường hợp khác, vào tháng 10 năm 2018, một phóng viên của United Daily News Đài Loan đã bị ngăn cản vào tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc vì không có hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mặc dù sở hữu cả hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc và giấy phép đi lại thuộc cư dân Đài Loan. Không dừng lại ở đó, người bị ảnh hưởng cũng bao gồm các nhà khoa học Đài Loan, các chuyên gia chủ đề, các nhà hoạt động nhân quyền, thậm chí những người đăng ký diễn đàn trực tuyến và những người được mời tham dự các sự kiện của Liên Hợp Quốc, nhưng không được tham gia, bị từ chối thẳng thừng. Đảng Cộng sản Trung Quốc bóp méo nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc nhằm mục đích đánh đồng nguyên tắc một Trung Quốc và cố gắng áp dụng nó vào mọi cấp của cơ quan Liên Hợp Quốc, khiến vị trí này trở thành luật lệ quốc tế. Hoặc được xác lập bởi các nghĩa vụ quốc tế phát sinh từ thông lệ quốc tế. Báo cáo chỉ ra rằng, theo nội dung của nghị quyết 2758 năm 1971, chỉ có vị trí của Trung Hoa Dân Quốc trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an bị cháo trở của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biên bản cuộc họp vào thời điểm đó cũng chỉ ra điều này. Quan trọng nhất, nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc không có cái tên Trung Hoa Dân Quốc hay Đài Loan, nên không đề cập đến vấn đề vị trí của Đài Loan. Đương nhiên, tại thời điểm đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đại diện cho Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc ép buộc các nước nhỏ bỏ phiếu chống lại Đài Loan. Trong hơn 50 năm qua, Trung Quốc đã bóp méo nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc một cách có hệ thống. Vào năm 2021, kỷ niệm 50 năm ngày thông qua nghị quyết, báo cáo cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trong hệ thống Liên Hợp Quốc để đạt được âm mưu này, cụ thể như ép buộc các nước nhỏ bỏ phiếu tập thể, các chương trình tài trợ đặc biệt, ký kết các biên bản ghi nhớ và cấm bố trí nhân sự trong Liên Hợp Quốc. Ví dụ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lôi kéo và ép buộc nhóm 77
G77 đại diện cho các nước nhỏ của châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin đã bỏ phiếu tập thể tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bác bỏ sự tham gia của Đài Loan vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc, phản đối việc Đài Loan giữ tư cách quan sát viên trong WHO. Nếu không đồng thuận, các quốc gia này sẽ phải hứng chịu áp lực kinh tế từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị đe dọa với các khoản nợ tồn đọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký các thỏa thuận bí mật với một số cơ quan của Liên Hợp Quốc để hạn chế quyền tiếp cận của Đài Loan với các cơ quan của Liên Hợp Quốc, tìm cách thể chế hóa hơn nữa và bình thường hóa lập trường của mình đối với Đài Loan trong Liên Hợp Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ra sức thực thi tuyên bố trong Liên Hợp Quốc rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, đồng thời gây áp lực buộc các tổ chức phi chính phủ muốn tiếp cận với Liên Hợp Quốc phải thực hiện những chính sách tương tự trong tổ chức của họ. Trong vài năm qua, nhiều ví dụ đã chỉ ra rằng nếu Đài Loan được gọi với tên quốc gia Đài Loan hoặc Đài Loan được nhắc đến trong một số trang web của tổ chức phi chính phủ, v.v., chứ không phải là tỉnh Đài Loan của Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng ra tay với các tổ chức phi chính phủ, người đại diện pháp luật. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận các nguồn thông tin của Liên Hợp Quốc hoặc các diễn đàn và sự kiện do Liên Hợp Quốc tổ chức. Trước những thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người có liên quan thường không muốn gây thêm rắc rối và họ có xu hướng không muốn đối đầu. Nghiêm trọng hơn, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO có 167 quốc gia thành viên đã quyết định áp dụng thuật ngữ tỉnh Đài Loan của Trung Quốc, khiến nhiều tổ chức quốc tế và công ty đa quốc gia phải làm theo. Hoa Kỳ nên xây dựng một chiến lược để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo khuyến nghị, Hoa Kỳ nên phát triển một chiến lược để chống lại những âm mưu xuyên tạc nghị quyết 2758 của Trung Quốc. Ví dụ, đoàn kết các đồng minh để phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xuyên tạc nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc, gây sức ép để Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế thay đổi quyết định sử dụng tỉnh Đài Loan của Trung Quốc, kìm hãm ảnh hưởng tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và phản đối việc bổ nhiệm bầu cử công dân Trung Quốc vào các vị trí cấp cao trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Yêu cầu công khai toàn bộ văn bản thỏa thuận bí mật giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và cơ quan Liên Hợp Quốc, đồng thời công bố rõ sự khác biệt giữa chính sách một Trung Quốc của Mỹ và nguyên tắc của Trung Quốc của Bắc Kinh. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.